It's been a long day without any job. I've been looking for it one day after another day. We graduated with high distinction. Oh, please tell me why me and you are still unemployed. Why we can't find a job. Mình ngồi ôn thi từ đêm khuya tới gần sáng, truyền tay nhau những sắp bài tập case study cùng Red Bull ngổ ngang. Không màng đi ba đi quẩy, tao ôm ấp lý tưởng về một tương lai tươi sáng, thay vì một công việc đồng áng. Nhưng bây giờ đây, chuyện đời đổi thay, nộp CV đến đâu đều bị từ chối ngay. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? How can we not talk about soft skills when soft skills are everything? If you want your dream job, then you should know about these skills. And that is why man becomes the new cứng.